Đoàn công tác tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Phú Yên. Phát biểu chào mừng đoàn công tác của tỉnh Bình Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn bày tỏ sự phấn khởi khi được đón và làm việc với đoàn, giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, các dự án lớn đang đầu tư vào tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên mong muốn đoàn công tác tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục là cầu nối để đưa các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương về hợp tác tại Phú Yên, góp phần đưa tỉnh phát triển mạnh mẽ và đột phá trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đánh giá Phú Yên là vùng đất đầy tiềm năng và khát khao phát triển, đồng thời tin tưởng với quyết tâm cao, tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc trong thời gian tới, nâng cao đời sống cho người dân. Tại buổi làm việc, đại diện Tổng công ty BKMS IDC đã trình bày ý tưởng đầu tư dán khu đô thị và dán khu công nghiệp vào Phú Yên. Ngay tại buổi làm việc, lãnh đạo, đội ngũ chuyên gia của Tổng công ty BKMS IDC đã trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về quy hoạch tỉnh, các tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, môi trường, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư tại Phú Yên. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty BKMS IDC, đồng Chủ tịch V-Ship Group Bình Dương cho rằng, với sự kết nối giữa hai tỉnh Bình Dương và Phú Yên, sẽ tạo điều kiện để công ty đầu tư các dự án vào Phú Yên, đồng thời mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt hơn cho các nhà đầu tư triển khai dự án tại Phú Yên. Trong chương trình làm việc, tỉnh Bình Dương tặng Quỹ Cứu trợ tỉnh Phú Yên 5 tỷ đồng.